thầy rất là bất ngờ khi chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà em đã đem các cái giống cây thuốc quý từ trong rừng về đây trồng, lại còn nhân giống cho nó tốt như vậy nữa chứ. Trong cái email mà em gửi cho thầy đó, thì hình như là mấy cái loại cây thuốc quý ở đây á, có công dụng đặc trị về như là bệnh thời tiết, dạ, rồi bệnh tiêu hóa, rồi bệnh ngoài da, đúng không em? Dạ, dạ đúng rồi thầy. Nhưng mà phần lớn các công dụng đó thì do thầy thuốc địa phương, thầy lang truyền miệng nhau thôi, chưa có phân tích định lượng, rồi khảo sát lâm sàng, cho nên chưa được y học công nhận đó thầy. Ở một số địa phương á, tình trạng cây thuốc quý đang mất dần đi, do người ta khai thác nhiều thầy, rồi diện tích bị thu hẹp, cho nên em muốn mở rộng ra mô hình nhân giống cây thuốc quý ở rừng đó thầy. Hay. Dạ. Đây là một ý kiến rất là khả thi. Dạ. Cho nên bây giờ em cứ tiến hành lên kế hoạch. Dạ. Rồi làm dần dần đi, gửi cho thầy xem, thầy góp ý kiến thêm. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, em cảm ơn thầy đã bỏ chút thời gian đến tham quan vườn cây giống của chồng em. Từ khi mà thầy nhận được cái email á, thầy háo hức lắm, mà tò mò nữa. Nhưng mà theo thầy biết á, thì đặc tính của những loại cây thuốc này, nó thích sống ở trong cái môi trường lạnh, rồi đồi núi đâu nữa. Dù cho mình có cấy ghép ở đây thuần cái khí hậu này, nhưng mà nó phát triển vẫn không tốt bằng. Dạ đúng rồi thầy. Em tính mang vườn ươm á, đem lên trồng những nơi có khí hậu mát mẻ như là Tây Nguyên á. Nhưng ngặt nỗi em còn vướng bận chuyện gia đình, con cái. Để tập trung nghiên cứu thì phải mất vài tháng, mà khi đó thì không ai chăm sóc nhà cửa. Ồ, vậy là anh định để công sức với lại hoài bão của anh chôn ở trong xó bếp sao? Đem lên trồng những nơi có khí hậu mát mẻ như là Tây Nguyên á. Nhưng ngặt nỗi em còn vướng bận chuyện gia đình, con cái. Anh định để công sức với lại hoài bão của anh chôn ở trong xó bếp sao? Đi công tác bỏ Lộc mấy ngày rồi mẹ về? Dạ. Ủa, hôm bữa em đi rồi mà sao bữa nay đi nữa? Bộ phát sinh chuyện gì hả em? À, chuyện xin cấp giấy phép ở trên đó mà bị vướng mấy cái thủ tục á, em phải lên giải quyết. Bữa anh nghe không rõ cho nên không hỏi kỹ. Dự án này em triển khai lúc nào mà sao không nói cho anh biết gì hết trơn vậy? Thì tại anh mê cái vườn ươm quá cho nên. Mà thôi, chuyện này em sẽ nói sau. Chuyện công ty của tụi em thôi mà.